Andrew Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay đến với chương trình tiếng hát VBS, rất hân hạnh được chào đón một ca sĩ mới, một ca sĩ trẻ, một tài năng mới, đó là nam ca sĩ Lưu Vĩnh Kha. Xin chào Lưu Vĩnh Kha. Dạ, em xin chào anh Chris và cũng xin chào tất cả quý vị khán giả của đài VBS. Lưu Vĩnh Kha là một ca sĩ, tuy anh mới vào trong ngành ca hát rất là gần, nhưng mà sự thành đạt của anh rất là mỹ mãn và rất là hấp dẫn cho tất cả các giới trẻ. Thì hôm nay trong chương trình talk show của Eddie Chris với tiếng hát truyền hình, Lưu Vĩnh Kha sẽ tâm sự với tất cả các bạn trẻ những kinh nghiệm cũng như là những buồn vui khi anh bắt đầu vào sự nghiệp ca hát. Lưu Vĩnh Kha này, câu hỏi đầu tiên đó là anh thấy em xuất hiện một vài cuốn CD ở trên trung tâm của anh Đỗ Thanh. Thì những nhạc phẩm em hát nó rất là sống động, với lại nó quay cuồng, nhất là các cô trẻ. Đúng cái danh từ em nói hơi sót là anh rất là thích, là tại vì các cô nhảy và là nhào lộn này cái nọ, với lại nó có một cái sắc thái riêng, đó là lúc nào em cũng chọn cái màu đen cho các cô, đúng không? Và cái phong cách nhảy của các cô đó nó hơi wow tí xíu, hơi quậy một xíu. Thì mời em giới thiệu những cái bài nhạc đó. Thì đó giờ thì em thích hát theo cái dạng là Mỹ là R&B, và mấy cái điệu đó thì nó vừa nhảy được mà nó vừa ca cũng tình nữa, coi như là cái nhạc tình mà nó lái vào cái lối nhảy luôn, thì nó vừa sôi động mà nó vừa hay. Cho nên em lúc mà em diễn mấy cái bài đó, em vừa cảm giác được cái suốt cái bài hát, và em vừa cảm giác được cái lời của cái bài, và dùng cái động tác của cái nhảy để đưa vào cho khán giả thấy được là chỉ không chỉ là cái bài nó hay mà vừa cái động tác nó hay luôn, đi chung một khớp. Thì lúc mà em làm như vậy thì mấy cái bài em hay diễn á, thì nó là lời Anh, lời tiếng Mỹ. Em dịch lại lời Việt. Nhạc đó là em dịch. Dạ, một phần thì em dịch, một phần là em nhờ người khác dịch nữa. Anh thấy cái bài mà cũng như là Đêm Trăng Tình Yêu đó, em hát cái bài Baby Let Me Go xong không, nó là nó sôi động, xong rồi cái em hát cái bài Đêm Trăng Tình Yêu, thì cái bài Đêm Trăng Tình Yêu nó hơi lãng mạn đó, thì có phải là cái tâm sự của em không khi em viết cái bài đó? Thì cái tâm trạng của em thì không có như vậy, nhưng mà em cũng mỗi lần em ca cái bài như Đêm Trăng Tình Yêu, em cũng mừng tự được là mình đang trong hoàn cảnh đó, thì em mới feel được cái bài. Em cố gắng đưa ra cho khán giả cảm giác được cùng với cảm giác của em. Nhưng mà anh thấy cái cách mà em cũng như là nhảy nhót ở trên cái sân khấu đó, thì những cái bài đó là em tự nghĩ ra hay là nó có một cái đoàn vũ người ta em phải làm việc với hơn nữa? Mấy cái bài mà thường thường có động tác thì em hay ngồi xuống với một người choreographer, thì người choreographer đó với em bàn mấy cái bài mỗi khúc mỗi đoạn, thì coi thử thế nào mà nó hợp lý, mà nó hay nhất cho cái bài. Xong rồi mấy em mới nghiên cứu, xong rồi mới ráp lại thành một bài như vậy. Nhưng mà anh thấy rằng là khi mà em nhảy đó, những cái động tác em nó quyện với lại các cô, đúng không? Đó là nó có vẻ như là sexy một xíu. Ok, thì anh biết em cũng exercise rất nhiều khi em nhảy những cái bài đó, đúng không? Đó thì khi mà anh thấy em hát một bài đó thì em đổ mồ hôi, em tốt mồ hôi đó, thì lúc đó là em feeling good, đó là vì là em diễn đạt hết, hay là em feel good là vì đã xong bài rồi thì nó hết hợp rồi. Tại vì anh biết mỗi lần diễn bài đó mình có nhiều cái trục trặc, mình không biết được nó xảy ra, có thể là bị mình quên động tác, hay là mình chợt, hay là mình gì đó, thì em mỗi lần diễn bài đó hồi hộp lắm. Và khi mà mình đã làm xong rồi là coi như là mình thở một đường dài, mình rất là khỏe. Khi nói em hồi hộp thì em vào trong trung tâm được bao lâu? Trung tâm Đỗ Thanh thì em bước vào cũng gần 2 năm. 2 năm. Em ca được tất cả là 6 cuộn DVD quý vị. 6 cuộn gần 2 năm. Dạ vâng. Vâng. Thì mỗi lần mà em có một cái project mới, tức là một cái DVD mới bắt đầu đó. Thì cái thời gian mà để em tập dượt thì bao lâu? Ít nhất đối với em là em cho mỗi bài là cũng khoảng là 2 đến 3 tháng. Tập dượt. Dạ. Tại vì em tập hàng tuần hay là hàng ngày? Em tập hoàn nếu mà ở nhà riêng em thì em tập mỗi ngày. Mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà chung với Vũ Công thì em mới tập mỗi tuần. Tại vì nhiều mấy đứa Vũ Công, nhiều đứa nó có chuyện riêng, nó phải đi học hay là nó phải có chuyện khác của nó. Thì cho nên khi mà hẹn được nguyên một đám hẹn chung với vậy cũng hơi khó. Cái màu sắc đặc biệt anh thấy là em lên sân khấu em lại chọn màu đen. Tại sao lại, tại sao có nhiều cái màu rất là đẹp, tại sao em không chọn em lại chọn màu hơi đen? Tối. Đơn giản thì tại vì em thấy là cái loại nhạc của em có nhiều cái động tác nó hơi mạnh bạo, nó hơi bạo lực. Thì em thấy
màu tối và bộ đồ da thì nó sẽ ăn khớp với cái loại động tác đó, nó sẽ làm cho nó hay hơn và ngầu hơn. Thì nếu mà cái bài nó tươi thì em sẽ lựa một màu sáng hơn, nhưng mà tùy theo bài. Thì mấy cái bài em đã lựa qua thì nó hơi tối xíu. Trong tương lai gần đây đó thì em sẽ có một cái project nào mới, một cái bài nhạc nào mới không? Thì cho Đỗ Thanh thì cũng có vài show sắp tới, hình như tháng 1, mùng 7 tháng 1 sẽ có một show Đỗ Thanh. Thì em sẽ lựa một bài tươi hơn một chút. Tươi hơn một chút. Dạ, và lần này sẽ... Đó là bài gì? Bài mang tên là Một Lời Hứa. Một Lời Hứa. Dạ, bài đó là bài nhạc ngoại quốc, cũng dịch lời Việt lại. Thì cũng có nhiều cái động tác nhảy luôn. Em dịch hay là... Cái phần dịch thì một phần là đã dịch sẵn rồi, một nửa đã dịch sẵn rồi. Thì em thêm một đoạn thứ hai, em rap vô. Ok, yeah. Bây giờ anh em mình chia sẻ những cái hoạt động ngoài cái vấn đề mà văn nghệ ca hát. Vâng. Anh biết em rất là excited, và với là em có rất là nhiều energy, tức là nhiều nghị lực, nhiều sức khỏe để em sinh hoạt về là những cái tiết điệu mà em nhảy cũng như là em ca hát ở trên cái sân khấu lớn. Thì bây giờ ngoài cái chuyện mà em đi ca đi hát thì em làm cái gì? Cái hobby em làm cái gì? Thế hobby của em là thích tập thể dục, là đi tập thể thao. Một tuần em phải ít nhất phải là ba ngày. Em dành 3 ngày để tập dưỡng cho sức khỏe và cho tướng. Ngoài đó ra em thích bơi, thích đi thích đá banh. Và một cái hobby của em thích nữa là lái xe motorcycle. Wow. Quý vị chắc hết hồn. Thứ nhất là em có một cái body phải nói là rất là firm đó, cho nên là khi mà em lái xe motorcycle thì chắc chắn là anh biết chắc là tất cả các cô sẽ rất là thích, là tại vì lúc nó wow. Ok. Thì em không nghĩ là nó wow hay không, nhưng mà em chỉ thích là cái cảm giác mình chạy rất lẹ mà cái gió nó khoát vào người mình và nó hồi hộp. Cái đó cũng là một cái hay. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà em thích về thể thao, phải không? Em đá banh. Em làm cái gì? Cái vị trí của em ở trong cái sân banh em làm cái gì? Đá banh thì em thích đá cho sao cho vui thôi. Vậy. Không phải là chuyên nghiệp mà em cũng đá thì không phải nói là đá hay lắm. Vậy. Nhưng mà em đá banh thì em thích chụp banh. Chụp làm goal. Vâng. Như vậy là goalie. Phóng chụp và đỡ banh. Vậy hả? Dạ. Ok. Em theo cái ngành gọi là đá banh được bao lâu? Dạ. Ngành đó thì em không có theo, nhưng mà em thích đá cho vui thì đá từ nhỏ. Đi học ở đó cũng đá banh. Và sau này thì lúc mà em qua được Mỹ thì em được join vào một cái nhóm để đá banh nhiều hơn. Thì mỗi tuần đá được hai lần. Dạ. Như là em đá từ lúc em học high school ra chứ vậy. Dạ, vâng. Dạ. Wow, như vậy là phải nói là một cái thời gian rất là lâu đúng không? Như vậy em được coi như là pro rồi đúng không? Không dám, anh không dám. Anh làm như vậy em khó ngại. Pro thì không dám kêu được pro, nhưng mà đá cho vui thì dạ, em dám nhận. Em hát nè, em đi làm hả, xong rồi dạ. Em thể thao như vậy, em đá banh hàng thường như vậy, vậy chắc em phải make rất là nhiều tiền đúng không? Dạ không anh ơi, nghệ sĩ mà anh biết là nghệ sĩ lúc đầu cũng khổ lắm quý vị ơi, đừng có nghĩ là thấy như vậy mà thấy là xe không có đâu, khổ lắm anh mì gói không đó. Em trả lời cái câu đó là em trúng tủ anh rồi, là tại vì sao phải không? Anh muốn cho tất cả mọi người biết và cũng như tất cả các bạn trẻ biết là sao đó, là em có cái lý tưởng của em thích. Dạ. Em thích gọi là sinh hoạt văn nghệ thì em theo văn nghệ. Cái đam mê của em, em phải pursuing, tức là em phải theo đuổi nó. Cái thứ hai là ngoài cái chuyện đó ra em còn có sinh hoạt về thể thao, rồi em đi làm việc này kia nọ. Bây giờ trở lại cái vấn đề nó hơi personal chút xíu nha. Là từ nãy giờ em nói em lái motorcycle, em mặc đồ rồi em thích như vậy, em lái xe như vậy. Ở trên cái mắt phải của em có một cái đinh như vậy. Cái đó là có phải là cái cô nào cấm sừng em không hay là sao? Cái này là nói thật với anh là hồi nhỏ lúc mà em đi ở bên Úc là em cũng đã thích mấy cái dạng này rồi. Dạng xăm, mấy dạng mà bấm như vậy. Nhưng mà vì gia đình, vì cộng đồng Việt Nam bên đó thì em không dám. Thì em cũng hiền, lúc đó em hiền lắm. Vì qua Mỹ mới vậy. Sao vẫn mới lòi ra. Thì qua Mỹ nó có điều tốt, điều xấu đó quý vị. Nhưng mà cái đó anh nghĩ cái đó là một cái la mode, tức là một cái fashion. Dạ, một cái mode. Và cái mode đó là theo cái dạng của em. Thì khi mà nhảy nhóc đồ và khi mà thấy bài hát nó sẽ rất là ăn khớp, nó sẽ hay, nó sẽ dính với bài hơn. Dạ. Nhưng mà cái đó là do em, idea của em, chứ không phải là cô nào. Tự nguyện, không ai hành hạ, không ai buồn. Dạ, tự nguyện. Ok,
Trước khi mà anh mời tất cả quý vị theo dõi một cái nhạc phẩm mà em hát ở trong trung tâm của Đô Thanh, thì bây giờ một cái câu ngắn gọn trước khi mà giới thiệu đến cái bài hát đó, thì em có thể cho biết tại sao I will be there, I will be there for who? Cho cô nào hay không? Bài này, thế ý nghĩa của bài này rất là lạ, kỳ lạ anh Chris. Thì cái bài nó mang tên là I will be there, nhưng mà sự thật á là cái người con trai này đã mất đi rồi. Vì vậy mới tối như vậy. Thì khi quý vị coi bài này sẽ thấy khói mịt mù, mặc đồ rất là tối, mà như là hồn vậy, hồn trở lại và báo cho một người yêu đó, người cô nàng đó là anh sẽ lúc nào cũng mãi mãi bên cạnh em, dù khi thật lòng anh không có đó. Thì là như vậy. Rất là hấp dẫn. Bây giờ mời tất cả quý vị hãy theo dõi một nhạc phẩm do Lưu Vĩnh Kha trình diễn, rất là sống động, rất là đặc biệt, đó là nhạc phẩm I Will Be There, và chúng tôi sẽ trở lại sau nhạc phẩm này. Xin cảm ơn. Không đợi thay và bao năm tháng đôi ta bên nhau, nhiều đêm khao khát bao nhiêu nguyện cầu, dù bao năm tháng anh vẫn nhớ em, nhớ anh vẫn nhớ em, sẽ mãi chẳng không bao giờ phai, ghi sâu trong tim không bao giờ phai. Cuộc đời thật vui khi em gần anh, nồng nàn nụ hôn em trao tặng anh, chuyện đâu sóng gió với đến từng giờ, nguyện thề anh không rời xa. You are so beautiful, beautiful, wonderful, wonderful, tình ta chẳng không bao giờ phai, trong tim anh yêu em mãi. They have they run. There ain't gonna be a situation. You're the one. Girl, you're my queen in my heart and soul. I'm never letting you go. I'll be there. You know that I'll be there. Spring, summer, fall, winter's cold. I'll be there to protect you, my baby. I'll be there. Đôi khi bên nhau dần hơn phù vơ, nhiều đêm thực trăng suy tư một mình, chuyện đâu sóng gió với đêm từng giờ, nguyện thề anh không rời xa. They call me dangerous, dangerous, yeah, they're killing us, killing us. Tình ta chẳng không bao giờ phai, trong tim anh yêu em mãi, yeah. Some people give up what they have, they run. There ain't gonna be a situation, you're the one. Girl, you're my queen in my heart and soul. I'm never letting you go. I'll be there. You know that I'll be there. Spring, summer, fall, winter's cold. I'll be there to protect you, my baby. All here for you is where I wanna be. I'll be there. Không thể sống thiếu em người hơn. Anh sẽ mãi mong chờ, này người chớ hững hờ, người yêu hỡi. I'll be there, spring, summer, fall, winter's cold. I'll be there to protect you, my baby. I'll be there, all here for you is where I wanna be. Oh, you are so beautiful, beautiful, wonderful, wonderful.